Nam bảo vệ tại mỏ đá Tân Đông Hiệp ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, được người dân phát hiện đã tử vong trong trạng thái không mặc quần áo. Người bảo vệ xấu số, số này 57 tuổi quê ở tỉnh Nam Định. Chiều ngày 9 tháng 9 năm 2022, công an thành phố Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Do mỏ đá sâu nên công tác xử lý hiện trường gặp nhiều khó khăn. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, người dân sống gần khu vực mỏ đá Tân Đông Hiệp bất ngờ phát hiện thi thể của nam bảo vệ dưới mỏ đá nên báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, công an thành phố Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tổ chức đưa thi thể nạn nhân lên, lấy lời khai những người liên quan. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm úp mặt trên người nạn nhân không có quần áo. Trước đó, ngày 7 tháng 9, người dân phát hiện xe máy và nón bảo hiểm của người này nằm cách hiện trường không xa. Nam bảo vệ cũng mất tích trong ngày hôm đó.